Hello Lan, xin chào cả nhà. Hôm nay Lan chia sẻ cách làm rượu trái Elvis Coast là trái mơ. Hello Lan, xin chào cả nhà. Hôm nay Lan chia sẻ cách làm mà rượu trái mơ nha bà con, là trái Elvis Coast. Thì Lan bẻ vô đây, được đầy một rổ nha. Chó nó ồn quá. Đầy một rổ thì bây giờ Lan sạn keo. Ở cái kỳ này Lan làm là kỳ thì thứ lần này Lan làm nữa là lần thứ ba rồi nha. Hai lần trước rồi thì ở đây nó còn cái rượu nè, Lan uống còn có nhiều nữa hả, thì là hết rồi bà con. Ở đây uống còn có nhiều à, rất là ngon nha. Giống như mình ăn đồ không có tiêu đồ đó thì mình uống vô nó giống như ăn đồ nó nằm ngay ngực đồ gì là bà con không tiêu á, thì Lan thấy lấy Lan uống nha, rất ngon. Uống gần như cái nó tiêu, không cần uống thuốc tiêu, uống cái này một ly vậy thôi là nó hết rồi. Nó nên năm nay Lan thích là mới mua cái cây này trồng được 2 năm mà bà con, mà năm nay hồi cái năm trước nó có 4 năm trái à, năm nay quá trời trái luôn, thấy ham hết biết vậy đó. Nó tốt, nó Lan trồng bỏ phân rồi tốt với nó có trái, nó chịu cái đất đó, nó mọc cao lên mau dễ sợ luôn vậy đó. Đây nè, trời, cái trái đúng rồi, để Lan uống thử cho bà con coi nha, ngon lắm. Ngon lắm mà con, mà cái trái này Lan ăn được nữa nha. Rồi giờ để nó đây đi, mình lo đi làm, ngon lắm bà con. Mà cái này hồi đó Lan làm vụ có 40 thôi. Rồi để Lan nói cho bà con nghe. Hồi hai bữa trước Lan đi mua cái này, Lan hái 2 ngày, bữa nay Lan mới rảnh Lan làm nè. Cái này là 50 độ nha, là 1 lít 18 đồng. Lan mua ở chợ tiệm thuốc bắc ở Phú Rầy á. Một bình 2 lít, Lan mua 4 lít là 72 đồng. Với đường nữa là tổng cộng ổng bớt 80 cent thì đường 2 đồng 2 là như cái này là 80 đồng nè, tổng cộng nhiêu đó. Rồi bây giờ Lan cắt vô cái trái nó vô Lan làm nha. Nhầm trái thì nó bị chạy đâu, cũng không đẹp đâu. Thì Lan cắt đại vô đi. Đẹp không đẹp gì cho mày vô hết đi. Lan rửa rồi Lan để gáo nước rồi nha. Giờ mình cắt nó vô. Để sao cho nó đầy cái keo. Tại cái này hồi mình còn để đường phèn nữa. Thì lúc trước Lan làm là một lít rượu này nè, một cái keo này nè, để con Lan đổ nó được bao nhiêu nha. Bây giờ Lan cắt vô Lan đổ thử cái này đi. Đó. Lan đổ vô coi một lít không. Hình như nó không tới lít bà con ơi. Đó, không tới lít nha. Đó. Thì là Lan làm nửa hộp đường này. Đó. Vậy là không tới lít. Tại nó mới tới đây à, là khoảng 700 mà chứ không tới lít. Rồi để Lan chắc cái này vô nữa. Kỳ này chắc làm 4 keo á. Nếu còn dư rượu nữa mà Lan xuống nhà mã Lan hái cái trái. Cái trái gì ta? Cái chén nước chu riêng là kêu bằng tiếng Việt cái gì không biết nữa trời. Nói chung là một cái Lan cũng không biết tiếng Việt nha, tại hồi xưa ở Việt Nam đi qua đây thì chưa có mấy cái trái cây này đâu nên đâu có biết đâu. Lan qua năm 85 tới giờ nên không có biết. Nó cái nào không biết nó không biết nha. Cái này là lên cái Google Play chen ra mới biết là trái mơ đó, chứ một lần kêu trái mặn. Trời đất ơi, kêu tầm bậy thôi mà. Đổ vô. Ngộ lắm, ăn không tiêu, uống một ly gì vô là thuộc gì nó tiêu rồi, đi buồn ngủ luôn, nó cũng buồn ngủ mình tiêu luôn đó bà con. Kỳ này tới 50 độ luôn nha, chơi lớn này. Kỳ trước có 40 độ à. Gặp cái ông bán thuốc bắc, ông nói uống rượu được thì thôi mua 50 độ đi cô. Rồi chơi luôn. Đó, rồi giờ đây cái keo nó đây. Chắc vô. Ngon lắm bà con ơi, bỏ nước đá vô nha. Mà nay trời nóng nóng mà bỏ nước đá vô thì nó còn khoảng mười mấy 20 độ thôi. Giống như là sâm ban vậy đó, mình uống ngon lắm. Mình như nó mạnh hơn nha, mạnh hơn sâm ban chút xíu. Rồi bỏ vô. Nói chung chị em mình ở đây hình như nhà nào Lan thấy cũng nhiều lắm à. Người Việt mình cũng trồng cái trái này nhiều lắm á. Làm uống thử đi, ngon lắm. Nếu mình muốn uống nhẹ thì mình để nước đá vô. Đó, bây giờ Lan để vô rồi chút xíu Lan để đường nha. Ồ, vậy là ba keo này có 2 lít rồi bà con ơi. Ít giờ để hết luôn đi. Chỗ ta để đường nữa nó tràn lắm trời.
Đó, giờ Lan đẩy đường nha. Cái trái này ăn cũng ngon lắm bà con, Mạnh ăn ăn mặn hơn hai trái là xỉn đó. Để nó xuống rồi tiếp tục nữa nha. Rồi cái này lại tới cái trái nó hơi hồng hồng rồi nha bà con, cái này thì nó hơi ửng ửng nè, để Lan để một cái keo này coi, nó hơi ửng ửng đó, nhiều thôi bà con ơi, nhiều quá không được. Rồi bốn keo là uống đủ xỉn nè. Đây, wow, để hửi thử coi 50 độ nó ra làm sao đây. Để Lan uống thử cái 50 độ. Giờ thử miếng cho nó ra làm sao nha. Ở đây chắc tao có pha, tao có pha cồn đâu ha, để Lan thử chút xíu rồi. Trời, nó đâu có ngon gì đâu. À chà chà chà, không được, không được. Wow, nó chạy tới đây à. Không được, không được. Oh, mạnh lắm, 50 độ luôn bà con ơi. Thôi đợi ngâm rượu đi tính. Cái bị anh kia suối đây, không biết sao đây. Suối là làm luôn. Đây, đậy lại nha. Cái này vài bữa đi xin trái cây nhà má ngâm. Đó, rồi bây giờ Lan lấy đường nha. Rồi cái này Lan chia nó ra làm đôi đi nha. Mình cầm nó hảo hảo gì đó mình biết. Một cục này xuống. Hồi kỳ trước Lan làm đường cát, kỳ này Lan làm đường phèn nha. Rồi cứ chia ra làm hai nha, Lan tự chia đi. Cái này có 400g mà bà con ơi, mọ 200g một cái keo nha, 400g mà. Rồi cái này nó xuống dưới chút xíu nữa, cái nó hút vô cái trái cây á bà con là nó vừa rồi nha. Rồi là để nó qua một bên đi. Đó, một keo vậy là đang làm hơn nửa. Để đây, cái rượu này thì nó hơi có vị ngọt nha, ngọt, ngọt. Nếu anh chị em nào mà không thích ngọt nhiều á, mình giảm lại vậy thôi. Lan thì Lan thấy làm vậy thì nó ngon đó. Nếu mà cỡ một tháng sau mình thấy là nó có độ ngọt nó mà ít đó, thì mình bỏ thêm đường thêm. Mà Lan thấy không cần ngọt quá đâu, uống gì vừa thôi, ngọt quá không ngon. Uống rượu mà ngọt ngay không ngon. Chút lát Lan lấy cái nắp đó mình nhận nó xuống. Rồi xong, hết keo rồi, có bao nhiêu keo à. Cái này mấy keo Lan uống cà phê Lan chùa bữa hổng dục bớt hết mớ rồi. Rồi xong rồi đó, bây giờ Lan đậy nắp nó lại. Mình muốn cho nó chặt á thì Lan lấy cái giấy này, cái ráp này Lan lấy đôi nè, Lan để xuống gì ha, cái Lan lấy cọng dây thun Lan để nó gì thì nó đè xuống rồi nha. Đó, nó không khúc hình lên đâu vậy đó. Cái vụ đế uống đâu có ngon đâu, sao mấy anh em Việt Nam thấy ngồi uống hay quá, trời ơi uống nó đắng, nó nồng mà nó đâu có ngon đâu. Nó không giống mấy vụ trái cây thôi, vụ mạnh đâu bên Úc. Rồi để Lan đè nó xuống nha. Một chút xíu nữa nó từ từ nó xìu xuống. Đó, xong rồi nha bà con đó. Để đây, bốn keo. Ui, đây. Ba keo, bốn keo đây. Dành hàng ngang keo này cà phê, đựng cà phê đây. Đây, Lan đã hoàn thành bốn keo rượu trái Evercott nha bà con, là trái rượu trái mơ. Đó, Lan đã ngâm xong rồi đây. Thì khoảng 6 tháng sau là uống được rồi. Để càng lâu thì càng ngon chứ không có gì hết nha bà con. Bà con uống thử rượu với Lan nha, rất ngon, mời cả nhà. Nó rất là dễ uống nha, nó không có phải giống như là nó mạnh quá hay gì, nó ngọt ngọt. Nhưng cái này 40 độ thì Lan ngâm rồi, Lan nghĩ nó còn chừng 32 độ là dữ rồi bà con. 30-32 độ à. Cho nên lần này Lan mua tới 50 độ thì trừ hao cho nó còn lại 40 đi nha. Đó, thôi mời cả nhà cũng thử, ngon lắm. Nên chị em nào ở Úc mình có trái mùa này nè, có trái Evercott, trái Plum đồ lên, nên làm uống thử đi. Còn mà thí dụ ngọt nhiều ngọt ít thì tùy theo sở thích của mình. Thí dụ chị em thấy một tháng sau chị em thấy nó lạc á, thì chị em có thể để đường phèn vô thêm, đè trên xuống nữa, vậy chứ không có gì hết á. Còn mình cảm thấy giống như của Lan vậy vừa thì thôi. Mời cả nhà.
Thôi tới đây Lan xin kết thúc phim. Cảm ơn bà con, anh chị em, cô bác bỏ thì giờ coi video của Lan. Lan xin thành thật cảm ơn. Bà con nhớ chia sẻ và đăng ký ủng hộ dùm Lan. Lan cảm ơn rất nhiều. Xin chào cả nhà. Hẹn bà con lại clip sau. Bye bye bà con. Bye bye.